Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 221, Lan Xuyên. Yến Tam hợp sáng nay bị Tạ Chi Phi trêu chọc nên trên đường đi Am Thủy Nguyệt, không nói lấy một lời. Lúc đến cửa Am, Tiểu Ni cô bên cạnh Tĩnh Trần đưa ánh mắt trông mong chờ đợi, người vừa đến Tiểu Ni cô đã chắp hai tay trước ngực am chủ lúc này đang đi công phu sao kêu ta ở chỗ này chờ hai vị khách quý, mời khách quý đi theo ta. Sao kiều tụng kinh theo thời khóa ấy ạ? À? Em mờ. Yến Tam hợp thấy nàng tuy già dặn, nhưng dáng người vẫn chưa nở nang hết, giọng nói còn lộ ra chút non nớt, hỏi. Ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu Ni Cô. Ta tên là Lan Xuyên, năm nay 13 tuổi. 13 tuổi đã nhìn thấu hồng trần. Yến Tam hợp. Sao lại muốn làm Ni Cô? lan xuyên phụ mẫu không cần đặt ta ở cửa am am chủ thấy ta đáng thương thì để lại làm ni cô yến tam hợp lúc đó ngươi bao nhiêu tuổi lan xuyên mới sinh ra một hai ngày yến tam hợp nhìn nàng lan xuyên này là pháp hiệu của ngươi sao lan xuyên lắc đầu đây là tên tục của ta am chủ chưa đặt cho ta pháp hiệu nói chờ ta trưởng thành rồi nói sau yến tam hợp cẩn thận suy ngẫm ý trong lời này sau khi lớn lên có định hoàn tục không, ta cũng không biết. Trong mặt Lan Xuyên lộ vẻ mờ mịt. Chuyện sau này để sau này hãy nói, nói không chừng lại làm ni cô chân chính thì sao. Yến Tam Hợp còn muốn hỏi lại, chợt nghe lý bất môn phía sau thấp giọng nói. Tiểu thư, người xem. Không nói nhìn đi đâu, nhưng Yến Tam Hợp chỉ liếc mắt một cái đã thấy được người đến. Một người đầu tóc bạc trắng búi thành một búi, trên người mặc một bộ ni bào rộng thùng thình trong tay gầy một chuỗi tràng hạt thật dài cả người vừa già nua lại vừa không có tinh thần đúng là quý phụ tứ phu nhân từng có duyên gặp mặt một lần tứ phu nhân cúi đầu hành lễ với hai người vừa ngẩng đầu trong hốc mắt đã chứa đầy nước mắt yến tam hợp khẽ vuốt cằm, thu hồi ánh mắt nàng chỉ giải tâm ma của người chết tâm ma của người sống phải dựa vào chính mình lại đi một lát lan xuyên chỉ tay về một hướng am chủ ở bên trong mời khách quý vào yến tam hợp nhìn theo ngón tay nàng là một cái viện nho nhỏ trước sân có một gốc cây lựu phía trên đã kết trái cây nhỏ vào phòng ánh sáng trong phòng lập tức tối sầm lại phía trước là một pho tượng quan âm thật lớn tuệ như sư thái ngồi xếp bằng trên bồ đoàn miệng đang lẩm bẩm niệm kinh am chủ khách quý đến rồi tuệ như từ trên bồ đoàn đứng lên yến cô nương mời đi theo ta yến tam hợp nhìn lý bất ngôn một cái người sau cười híp mắt nói Sư Thái, ta đi rào am trước am sau, ngươi không có ý kiến gì chứ? Tuệ như nói một tiếng. Thí chủ cứ tự nhiên. Phật đường rất yên tĩnh, trong không khí đều là mùi hương trầm, sự nóng lòng của Yến Tam hợp chợt lặng xuống. Tuệ như pha trà xong. Yến cô nương muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, bẩn Nhi tuyệt đối không giấu giếm. Yến Tam hợp không khách khí, đi thẳng vào vấn đề. Tĩnh Trần năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 45 bằng tuổi ta, cùng tuổi ư. Yến Tam hợp kinh ngạc đến hai chuyện. Đầu tiên là tuổi thực tế của tuệ như lại chỉ mới 45 tuổi, nhưng tướng mạo lại già như thế. Chuyện thứ hai, tĩnh trần 45 tuổi đã mất rồi, sao lại trẻ như vậy? Diêm vương muốn ngươi chết canh ba, thì không đợi đến canh năm. Tuệ như thở dài. Yến cô nương, đều là số mệnh cả. Yến tam hợp. Nàng vì sao lại mất, không có nguyên nhân gì, nàng tự tính toán bốn mươi lăm dương thọ tận yến tam hợp lại cả kinh nàng biết đoán mệnh không biết tuệ như trên đời có rất nhiều người sợ chết liều mạng muốn sống thêm vài năm uống thuốc này thuốc kia người xuất gia chúng ta không sợ sống chết thực ra đều biết rõ tuổi thọ của mình yến tam hợp nàng đến am thủy nguyệt lúc nào tuệ như mười tám năm trước yến tam hợp thầm tính toán hai mươi bảy tuổi nàng làm ni cô sao tuệ như vâng Yến Tam hợp. Vì sao nàng lại xuất ra làm ni cô? Tuệ như gầy chàng hạt vài cái. Yến cô nương, không bằng ta kể về lần đầu gặp nàng đi. Xin hãy nói, 18 năm trước, lão am chủ của chúng ta còn tại thế, ta cũng mới đến am này 3 năm. Năm ấy đồng chí, mọi người ngồi lại với nhau ăn sủi cảo, chuẩn bị giờ công phu tối, bỗng nhiên cửa am bị gõ vang. Là nàng sao? Đúng vậy, mặc một thân ni bào không biết từ đâu, tóc đá cạo sạch, quỳ gối trước cửa am trên người đeo một cái tay nải nho nhỏ vừa dập đầu vừa thỉnh cầu am chủ nhận nàng yến tam hợp sau đó thì sao tuệ như sau đó am chủ đã đồng ý yến tam hợp đơn giản như vậy sao nếu một người thật sự muốn xuất ra thì có thể nhìn được từ gương mặt hay ánh mắt huống chi nàng đã cào hết tóc không có ý định để lại đường lui cho mình thần sắc tuệ như dần dần chìm vào hồi ức Lão am chủ của chúng ta ở tại am Thủy Nguyệt mấy chục năm, có dạng người gì mà chưa từng thấy qua, có những người dù có quỳ đến chết cũng sẽ không nhận vào am, có mấy người không cần quỳ, liếc mắt một cái đã dẫn vào rồi. Bản lĩnh nhìn người này của ta là học từ lão am chủ, nhưng chẳng học được ba phần mười. Nghe đến đó, Yến Tam Hợp mới cảm thấy mình đưa tứ phu nhân vào am Thủy Nguyệt, sợ là có hơi ép buộc. Không đúng, Yến Tam Hợp bỗng dưng nhíu mày. Người nói lão am chủ liếc mắt một cái là có thể dẫn người vào, vậy nói cách khác, bà sẽ không hỏi quá khứ của người nọ. Cô nương có từng nghe qua một câu như thế này, đặt đồ đao xuống, lập tức thành Phật hay không? Từng nghe qua, một cửa chùa, cách trần thế và Phật môn. Tuệ như chậm rãi cười với yến tam hợp. Vượt qua cửa chùa kia, dù ngươi ở trần thế gian là vương hầu tướng quân cao cao tại thượng, hay là trộm đảo phỉ bá tội ác tại trời, đều không liên quan đến Phật môn. Không hỏi quá khứ, không truy cứu quá khứ, người chỉ là một đệ tử dưới chân Phật tổ, không thể quay đầu, không thể quay đầu. Yến Tam Hợp Cho nên, quá khứ ở thế gian của tĩnh Trần, các ngươi không có ai biết cả. Tuệ Như Chỉ cần nàng không nói, thì chúng ta sẽ không hỏi. Yến Tam Hợp Vậy nàng có nói không? Tuệ Như lắc đầu Ta làm bạn với nàng 18 năm, còn từng ngủ trong một phòng, đến khi nàng chết, nàng chẳng hề nhắc đến một chữ về quá khứ của mình. Yến Tam Hợp. Ngay cả tên họ là gì cũng không biết sao. Không sợ cô nương chê cười, hôm qua từ phần mộ trở về, bần đi cả đêm không ngủ, đều suy nghĩ đến chuyện của tĩnh trần. Tuệ như cười khổ. Nghĩ nửa ngày, chỉ biết cái năm nàng đến am chúng ta, tự nói rằng mình hai bảy tuổi. Am chủ chúng ta hỏi nàng tên gì, nàng nói là một cô hồn giá quỷ. Đúng là sợ gì thì chúng cái đó. Hóa niệm giải ma là hóa quá khứ, giải cũng là quá khứ, quá khứ của tĩnh trần đến cả tuệ như cũng không biết. Vậy thì phiền toái lớn rồi. Cô phải biết tĩnh trần này là ai trước đã. Từng có tên gì? Có ra thế như thế nào? Phụ mẫu và thời thơ ấu ra sao? Yến Tam Hợp rất nhanh đã tỉnh táo lại. Tuệ như, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ngươi có cảm giác gì? Cái nhìn đầu tiên, đúng, cái nhìn đầu tiên. Tuệ như im lặng một lát, thản nhiên nói. Lần đầu tiên, ta cảm thấy nàng là một nữ tử rất yên tĩnh. chương 222, yên tĩnh. Yến Tam hợp lại rất kinh ngạc. Cái nhìn đầu tiên của con người, hầu như đều là tướng mạo, đẹp hay xấu, cao hay thấp, béo hay gầy. Đây là những thứ trực quan nhất, mà tĩnh trần lại khiến cho người ta cảm giác rất yên tĩnh. Yên tĩnh là một loại khí chất. Loại khí chất này phải cực kỳ xuất chúng, mới có thể khiến cho người ta xem nhẹ những thứ khác trên người nàng. Vì thế, Yến Tam Hợp tiếp tục hỏi. Vì sao người lại có cảm giác này? Không biết. Tuệ như có hơi buồn bã nhìn ra bên ngoài phòng. Cảm thấy nàng rất an phận, rất đúng bổn phận, không phải loại người nói nhiều, rất khác những nữ tử bình thường. Yến Tam Hợp. Sự thật chứng minh thì sao? Tuệ như, đúng là như thế, tính trần không nói nhiều, cũng không sinh sự, gặp ai cũng khách khí, 18 năm qua, ta chưa từng thấy nàng nóng nảy với ai. Yến Tam Hợp không một lần nào sao tuệ như yến cô nương người như chúng ta không muốn không cầu không tranh không đoạt còn có thể nóng nảy mặt với ai yên tĩnh nhẹ nhàng tốt bụng yến tam hợp thầm suy nghĩ lại hỏi diện mạo của nàng thế nào bình thường xinh đẹp xuất chúng hay là kinh diễm tuệ như đẹp rất trắng trẻo yến tam hợp truy vấn trắng trẻo là chỉ cái gì tuệ như gương mặt sạch sẽ đến nửa nuốt ruồi cũng không có. Yến tam hợp. Ngày hôm qua ta thấy trong trong quan tài, hình dáng tay rất đẹp. Tuệ như gật đầu. Lúc nàng còn trẻ, tay còn đẹp hơn mặt, từng ngón tay như cọng hành vậy, ta thường cảm thấy, đôi tay này của nàng không nên là tay của Ni Cô, hẳn là bàn tay hưởng phúc. Yến tam hợp. Lời này ngươi đã nói với nàng chưa? Tuệ như. Người xuất gia không nói dối, lời này ta chỉ nghĩ trong lòng thôi yến tam hợp nàng biết chữ không tuệ như biết nhưng nàng nói biết không nhiều lắm yến tam hợp biết viết chữ không tuệ như có yến tam hợp chữ thế nào tuệ như cầm một sấp kinh phật trong tay đây là chữ nàng viết yến cô nương xem đi yến tam hợp nhận lấy lật vài trang ánh mắt tối sầm lại chữ này thật sự rất bình thường không giống người có đọc sách yến tam hợp công việc của nàng thế nào có giặt quần áo nấu cơm dọn dẹp may vá gì không tuệ như ngoại trừ nấu cơm không ngon lắm mọi thứ khác đều có thể làm được yến tam hợp nàng đến am thủy nguyệt các ngươi là ngày đông chí, đôi tay kia thế nào tuệ như không cần nghĩ ngợi đã đáp da mịn thịt mềm giống như tay của thiên kim đại tiểu thư bảo dưỡng vô cùng tốt thiên kim đại tiểu thư mười ngón không dính nước dương xuân những việc như giặt quần áo nấu cơm hẳn là không biết làm thế nhưng tĩnh trần lại biết hết một người đã quen làm việc nặng không thể nào có một đôi tay như vậy thế nhưng tính trần lại có một đôi tay như vậy thật mâu thuẫn yến tam hợp người nói nàng là thiên kim đại tiểu thư vậy dáng vẻ của của nàng lúc tới am thủy nguyện nhìn không giống phụ nữ sao tuệ như là phụ nữ đã làm chuyện nam nữ kia rồi yến tam hợp chắc chắn như vậy yến cô nương mặt mày thiếu nữ và mặt mày phụ nữ không giống nhau tuệ như nhìn nàng giống như cô nương vậy lông mày ngây thơ đồng tử trong suốt, vừa nhìn đã biết là xử nữ, chưa trải qua chuyện nam nữ. Yến Tam Hợp bị nàng nói đến đỏ mặt. Tính trần mắt mày có hơi loạn, mắt trắng đen không gió, là uế, đó chính là tướng phụ nữ. Hơn nữa, nữ tử Đại hoa quốc chúng ta 27 tuổi còn chưa lập gia đình, cực kỳ ít. Nếu là tướng phụ nữ, vậy thì... Yến Tam Hợp. Ngươi có thể đoán được nàng đã từng sinh con hay chưa không? Không có. Ngữ khi tuệ như cực kỳ chắc chắn. Tại sao, muốn xem một nữ tử có từng sinh con hay không, thì chỉ cần nhìn eo của nàng, eo tính trần thon thả như liễu, tuyệt đối chưa từng sinh con. Đã từng có trượng phu, chưa từng sinh con. Tướng mạo xinh đẹp trắng nón. Có một đôi tay ngọc ngà nhỏ nhắn như thiên kim đại tiểu thư. Từng đọc sách, biết được một chút chữ, không thường nấu cơm. Yến Tam hợp vội tinh luyện ra một ít tin tức mấu chốt trong đầu. 18 năm nay, các ngươi sớm chiều ở chung, hẳn là còn thân hơn cả người nhà, đúng không? Đúng vậy, vậy thì người hẳn là biết những chuyện xảy ra trong 18 năm nay của nàng nhỉ? Cô nương hỏi không sai, chuyện sau khi nàng vào am, ta đều biết. Người chọn ba chuyện quan trọng nhất, người nhớ rõ nhất, kể cho ta nghe một chút. Cho ta suy nghĩ một lát. Tốc độ tuệ như gầy chàng hạt lập tức nhanh lên, chỉ là vừa mới gầy vài cái, tay của nàng lại đột nhiên dừng lại. Yến cô nương, nàng chưa bao giờ đón sinh nhật. Ồ, trái tim yến tam hợp bị thứ gì đó nhẹ nhàng chọc một cái. Người xuất gia chúng ta, thật ra là không có ngày sinh, lúc mẫu thân sinh nguy cử tử nhất sinh, đó là một ngày khó khăn. Đến ngày sinh nhật này, chúng ta chỉ làm hai việc, một là phóng sinh, hai là tụng kinh. Tuyệt Như, phóng sinh thì phải phóng sinh vào buổi sáng, tụng kinh thì phải tụng cả ngày, có một số đệ tử thành kính, nửa tháng trước sinh nhật sẽ bắt đầu chép tâm kinh, vào ngày đó hồi hướng cho mẫu thân mình. Yến tam hợp. Nàng thì sao? Tuệ như lắc đầu. Mấy năm nay, ta chưa từng thấy nàng phóng sinh. Yến tam hợp. Ngươi biết sinh nhật nàng là lúc nào không? Thì là không biết, cho nên mới tò mò. Tuệ như. Lúc lão am chủ còn sống, từng hỏi đến sinh nhật của nàng, nàng nói chuyện trần thế, nàng đã sớm quên rồi. Yến tam hợp nhíu mày. Là thật sự quên, hay là không nghĩ tới? Cái này ai biết được? Tuệ như. Người xuất gia không hỏi nhân quả, chỉ hỏi tu hành cho nên sau lần đó lão am chủ cũng không hỏi nữa ta lại thật sự quên mất yến tam hợp bưng chung trà lên che giấu sự ảm đạm trong mắt còn nữa không tuệ như nàng có dưỡng nữ nuôi yến cô nương chuyện này có tính là chuyện quan trọng không dưỡng nữ mắt yến tam hợp sáng ngời ở đâu tuệ như nhặt được ở cửa am cũng giống như lan xuyên trên đời này chuyện bỏ thê tử bỏ con quá nhiều Am Thủy Nguyệt cứ cách một hai năm, sẽ nhặt được tiểu cô nương ở cửa Am. Một thời gian sau đã có một quy củ bất thành văn, ni cô nào bằng lòng bế đứa bé kia thì đứa bé kia sẽ được nàng phụ trách nuôi lớn. Dưỡng nữ của tính Trần tên là Minh Nguyệt, Tĩnh Trần nuôi nàng 8 năm, sau đó trong Am chúng ta có đôi phu thê chọn chúng Minh Nguyệt, bèn dẫn người trở về, làm nữ nhi. Yến Tam Hợp cảm thấy lời này nghe không đầu không đuôi, nghĩ đến thân thế của Lan Xuyên, vì thế hỏi. Tiểu ni cô như Minh Nguyệt, Lan Xuyên, trong am sắp xếp cho các nàng mấy con đường lui. Một là giống như Minh Nguyệt, bị phu thê nhà người dẫn đi, hoàn tục một là ở lại am Thủy Nguyệt làm ni cô cả đời, cũng chỉ có hai con đường này. Con đường trước nhiều người đi, hay là con đường sau? Cô nương nói lời này, có thể thấy được vẫn còn trẻ, chưa từng thực sự trải qua trần thế. Tuệ như không khỏi mỉm cười. Am Thủy Nguyệt qua nhiều năm như vậy, người có thể đi con đường phía trước không vượt quá một bàn tay. Thế đạo này, Ai lại đi nuôi một bé gái không rõ lại lịch trong am ni cô chứ? chương 223, quy định. Yến Tam Hợp chưa từng trải quá nhiều, nhưng nàng lại thông minh, chỉ nghĩ một lát đã lập tức hiểu được nguyên nhân trong đó. Một đôi phu thê có thể nhận nuôi một đứa con thì trong nhà phải có ít gia sản. Nam nhân có gia sản, cho dù chính thất không sinh được thì cũng cũng sẽ nạp tiểu tiếp vào, sinh vài đứa con. Nếu như là con trai thì còn hiểu được, nhận về nuôi, cưới thê tử, sinh con trai cũng có thể nối dõi tông đường. Còn mang con gái về thì không chỉ không nối dõi được, mà đến tuổi tác còn phải tốn thêm của hồi môn. Việc mua bán lỗ như này thì chẳng có ai làm cũng phải. Yến Tam Hợp Như vậy minh nguyệt thì sao, sao các nàng lại được nhận nuôi? Có nam tử không có bản lĩnh đó, nạp tiểu thiếp 17-18 phòng trở về, vẫn không kết ra dưa. Tuệ như gầy chàng hạt, chậm rãi nói Người như thế sẽ kiếm một nam nhi xuất sắc trong tộc nhận làm con thừa tử có người nối dõi tông đường bạc trong nhà lại tiêu không hết ngại dưới gối vắng vẻ lúc này mới nghĩ đến nhận nuôi một hai cô nương cho bớt quạnh quẽ nhưng bé gái được nhận nuôi trong am thủy nguyệt chúng ta đại đa số đều là tình huống như thế Tệ như chuyện này ngoài trời thiên thời địa lợi ra thì còn phải nói đến nhân duyên yến tam hợp cô nương tên minh nguyệt kia bị cặp phu thê nào dẫn đi bây giờ thế nào rồi cặp phu thê dẫn minh nguyệt đi họ đường là hương thân của hà gian phủ đường lão gia là sĩ tử trung cử năm xưa ba đời đơn truyền đến thế hệ của hắn thì trong tông tộc không còn ai tuệ như đường phu nhân cũng là nữ nhi độc nhất còn là biểu muội của đường lão gia đường lão gia không nạp thiếp tình cảm hai người rất tốt năm ấy đến kinh thành du ngoạn thì vừa khéo vào am thủy nguyệt chúng ta liếc mắt một cái đã chọn chúng minh nguyệt yến tam hợp minh nguyệt thì sao lão Nhi cô ta sống đến tuổi này chưa từng thấy ai có số tốt hơn minh nguyệt Tuệ Như lần đầu tiên nở nụ cười phát ra từ đáy lòng. Đường lão gia, đường phu nhân không nhận con thừa tự từ dòng họ, nuôi nó như hòn ngọc quý trên tay, năm ngoái còn chiêu con rể cho nó. Chiêu con rể về nhà là vì không muốn con gái gả đến nhà chồng chịu khổ. Đúng là may mắn. Tĩnh Trần có biết không? Biết, đường lão gia cố ý sai người tới đưa thư. Tĩnh Trần ngoài miệng không nói, nhưng ta thấy được, trong lòng nàng rất vui. Tuệ như thở dài nói. Tĩnh Trần trước khi lâm chung, dặn dò ta đừng đưa tin cho Minh Nguyệt, cho nên Minh Nguyệt đến bây giờ vẫn không biết nàng đã qua đời. Vì sao không báo tang? Yến Tam hợp hỏi. Tuệ như. Vào cửa chùa, mặc kệ chuyện quá khứ, ra khỏi cửa chùa, không hỏi chuyện Phật môn. Tĩnh Trần nói, nếu đứa nhỏ kia sống tốt còn hơn đến mộ phần nàng dập đầu bao nhiêu cái, đốt bao nhiêu giấy. Minh Nguyệt sống tốt như thế. Yến Tam hợp trầm ngâm một lát, nói vậy nghĩa là tâm ma của tĩnh trần không phải nàng, quả thực không thể là nó. Tuệ như cảm thán nói. Đứa nhỏ kia từ nhỏ đã ngoan ngoãn, mệnh lại tốt, từ nhỏ đến 8 tuổi chưa bao giờ để tĩnh trần lo lắng gì. Yến tam hợp. Vậy chuyện thứ ba thì sao? Tuệ như thu ánh sáng trong mắt, nghiêm túc nhớ lại. Nửa chén trà trôi qua, một chén trà trôi qua, ngay lúc Yến tam hợp sót cho mình chén trà thứ hai, thì tuệ như nhíu mày, khó xử, Yến cô nương, ta chợt không nhớ ra còn gì ấn tượng cả. Người cùng nàng ở dưới một mái nhà 18 năm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp. Tuệ như bất đắc dĩ. Nàng ta sống rất bổn phận, là một người thành thật, không nói nhiều, không sinh sự, mỗi ngày niệm kinh, đi ngủ, ngủ dậy, niệm kinh, không có gì đặc biệt cả. Vậy tại sao trước khi chết cô ta lại vẽ lông mày vẽ mắt? Nếu không nói tiếp thì Yến Tam Hợp không thể không nhắc lại chuyện cũ tại sao ngươi phải cởi xiêm y của nàng, lau son phấn trên mặt đi. Tuệ như mặt trắng bệch, lâm vào sự im lặng thật lâu. Yến Tam hợp không vội, chậm rãi uống trà. Am Thủy Nguyệt lớn như thế lại có nhiều người như vậy, mỗi ngày cùng ăn cơm, niệm kinh, suốt 18 năm sớm chiều ở chung, vậy mà không có mấy chuyện để nói ư. Điều này không hợp lẽ thường. Sau khi tĩnh trần chết, những hành động của Tuệ như... Giữa hai người chắc chắn có cái gì đó. Tính Trần ở Am Thủy Nguyệt 18 năm, Am Thủy Nguyệt chính là nhà của nàng, các ngươi chính là người nhà của nàng. Yến Tam hợp lạnh lùng nói. Quan tài của nàng không khép lại được, sau này, kẻ gặp xui xẻo chính là Am Thủy Nguyệt và tất cả mọi người trong Am Thủy Nguyệt. Trái tim lão ni cô tuệ như thắt lại, vội vàng mở miệng. Yến cô nương, người xuất gia có quy định chôn cất người xuất gia riêng, chuyện chết cũng như chuyện sống, khi còn sống nàng quy y Phật môn, sau khi chết sao có thể vẽ mi tô mày, mặc quần áo đẹp điều này không hợp quy củ yến tam hợp quét mắt nhìn nàng quy định này do ai đặt ra không ai định ra cả mà là ước định từ lâu ngươi đang nói dối ánh mắt yến tam hợp đột nhiên trợn lên nhà phật không hỏi nhân quả chỉ nói tu hành mục đích tu hành là gì tuệ như bị nàng hỏi đến nghẹn học đến kiếp sau còn làm ni cô cả ngày ăn chay niệm phật sao không có đạo lý như vậy chứ Yến tam hợp suốt cục nhịn không được mà cao giọng. Cho dù kiếp sau còn làm ni cô, nhưng dù sao cũng phải vào hồng trần trước, rồi mới vào phận môn nhỉ. Mặt tuệ như, khó coi giống cho thơm trong lư hương, phím một chút trắng, phím một chút bụi, còn phím một chút xanh. Huống chi phận môn nói đi lại tự do, xuất ra, có thể hoàn tục, hoàn tục, còn có thể vào trốn không môn. Yến tam hợp nhìn nàng, cười gần nói. Như thế nào đến tính trần thì đến lúc chết mặc cái gì cũng không có tự do chứ mặt tuệ như lập tức đỏ bừng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên từng sợi. nàng há miệng kêu một tiếng Yến cô nương, nhưng vẫn không nói gì. Yến Tam hợp nhìn nàng trong lòng tràn ngập nghi ngờ. Tả đạo chi quý lăng xuyên thành thảo ở chốn quan trường như vậy, vừa nghe nói sẽ gặp xui xẻo, hết thảy đều nói ra hết. nàng là một người xuất gia, lẽ ra tâm địa phải từ bi, phổ độ chúng sinh, sao đã nói đến mức này rồi mà vẫn còn không mở miệng là có điều gì khó nói sao? Tuệ như, ngươi đã không muốn trả lời, vậy ta sẽ đổi câu hỏi khác. Giọng Yến Tam hợp thoáng cái trở nên mềm mại. Vì sao ngươi lại xuất ra làm ni cô? Tuệ như thật không ngờ, Yến Tam hội đột nhiên hỏi chuyện của nàng, không che giấu được, lập tức trở nên rất phòng bị. Yến Tam hợp thấy hết sức rõ ràng. Ngươi vào Phật môn sớm hơn nàng 3 năm, vậy thì là 24 tuổi vào trốn không môn. 24 tuổi, thì đã đến tuổi gả đi, nếu may mắn thì hẳn là có thể làm mẫu thân rồi. Yến cô nương. Tuệ như bỗng nhiên gầm lên một tiếng. Ngươi không nên đoán mò. Ngươi nói ngươi là người số khổ, có thể thấy được đối với ngươi chuyện gì cũng có thể tan thành mây khói. Yến tam hợp lại không thể không tiếp tục đoán mò. Người nhà của ngươi, trượng phu của ngươi, con cái của ngươi hết thảy không có, làm sao có thể không có. Thân thể tuệ như run rẩy kịch liệt, đáy mắt thoáng cai chứa đầy nước mắt. Ngươi nói cửa chùa, cách trần thế, cách cửa Phật, ngươi lại còn bởi vì ta nhắc tới chuyện ở trần thế mà kích động, phẫn nộ, rơi lệ. Yến Tam Hợp đột nhiên đổi giọng. Ngươi tu hành 21 năm, rốt cuộc là tu cái gì? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 224, Đố Kỵ. Trong Phật đường, quan âm Bồ Tát mỉm cười cúi xuống nhìn một màn này. Tuệ như thờ hồn hình, nhìn chầm chầm Yến Tam Hợp, đôi môi run rẩy, hai mắt đỏ bừng mà ánh mắt yến tam hợp nhìn từ trên mặt nàng chậm rãi rơi vào tay nàng đây là một đôi tay như thế nào dù cho bây giờ làm am chủ bên cạnh có tiểu ni cô chăm sóc thì vẫn là một đôi tay thô giáp người có đôi tay như vậy hẳn là từ nhỏ đã sống rất khổ yến tam hợp buộc bản thân nói ra một câu tuyệt tình tuệ như bồ tát đang nhìn ngươi đấy lời này đánh nát bấy chút dãy rùa cuối cùng của tuệ như cô rũ mắt xuống khàn giọng nói. Thật ra, là ta ghen tị với cô ấy. Cho dù Yến Tam Hợp có thông minh hơn nữa, thì cũng không ngờ tới lại là nguyên nhân này. Người xuất gia có năm thứ tham, sân, si, kiêu ngạo, nghi ngờ. Đố kỳ thuộc về sân, cũng không khó bỏ, tuệ như thân là am chủ am thủy nguyệt, lại tu hành nhiều năm như vậy, thế mà một chữ sân cũng không bỏ được. Ngươi ghen tị gì nàng ta? Ánh mắt Yến Tam Hợp nhu hòa trở lại. Không sao, nơi này chỉ có ta và ngươi, còn có Bồ Tát, Bồ Tát rộng lượng, có thể chứa được, này chắc chắn sẽ không trách tội ngươi. Tuệ như ngẩng đầu, yên lặng nhìn Yến Tam Hợp, thầm giật mình. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, tâm tư ác độc dấu thầm 18 năm, cuối cùng lại nói ra với một cô nương trẻ tuổi này. Bồ Tát hiểu rõ tâm sự của ta. Nàng nghẹn ngào nói. 18 năm nay, không có tối nào là ta không sám hối nhập ác của mình trước mặt Bồ Tát. Nhưng vô dụng thôi, ta vẫn ghen tị với nàng, vẫn ghen tị mãi thôi. Ngươi ghen tị cái gì chứ? Yến Tam hợp lại hỏi một lần. Yến cô nương, ngươi tin tưởng vào nhân duyên không? Tin. Tuệ như nhìn thiếu nữ trước mặt, trên mặt nàng có sự trầm ổn và kiên định không tương xứng với tuổi tác, khiến cho người ta tin tưởng vô điều kiện. Vì thế nàng nói. Duyên có thiện duyên, có nhiệt duyên, ta và tĩnh trần thuộc về vế sau. Năm ấy nàng theo lão am chủ mở cửa chùa ra, từ lúc nhìn thấy tĩnh trần lần đầu tiên, trong lòng đã mơ hồ cảm thấy không thoải mái. Người nọ dáng vẻ xinh đẹp, nhưng cũng không thế chỉ dùng hai chữ xinh đẹp để hình dung. Mặt trắng, cổ trắng, cánh tay lộ ra bên ngoài cũng trắng, loại trắng này còn không phải trắng bình thường, là trắng đến phát sáng. Lúc ấy cô đã nghĩ, một thân trắng tuyết như vậy phối hợp với một mái tóc đen, mặc xiêm y đẹp nhất vào thì sẽ xinh đẹp đến thế nào nữa? Am chủ hỏi. Ngươi tên gì? Người nọ đáp. Một cô hồn giá quỷ. Am chủ lại hỏi. Vì sao muốn đến am thủy nguyệt xuất ra? Người nọ lại đáp. Đường nhân gian đã tuyệt. Lão am chủ lại hỏi. Ngươi từng nghe đến câu nơi tuyệt địa gặp đường sống chưa? Người nọ lại đáp. Người sống, tất có tận. Lão am chủ biến sắc, nhìn chăm chăm nàng một lúc lâu, lập tức nói. Thôi, ngươi từ trong hồng trần đến, gọi ngươi tĩnh trần đi mọi người bên cạnh đều sợ ngây người. Ngắn ngủn vài câu nói, không chỉ có để cho người nọ vào cửa chùa, mà còn ban cho pháp danh, đây là chuyện mà am thủy nguyệt chưa từng có trước nay. Mà nàng, vì có thể vào am nguyệt thủy, phải quỳ năm ngày năm đêm không ăn không uống, mãi đến khi đói ngất đi, lão am chủ mới sai người khiêng nàng vào. Đã thế, lão am chủ còn âm thầm quan sát nàng suốt ba tháng, mới ban cho pháp danh. Yến cô nương, ánh mắt tuệ như ảm đảm không ánh sáng. Ngươi biết trên đời này điều bất công nhất là gì không? Yến Tam Hợp thản nhiên cười không trả lời, nàng biết trong lòng tuệ như đã có đáp án. Trên đời này thứ không công bằng nhất là dù ngươi cố gắng thế nào, liều mạng ra sao cũng không so sánh được với người kia. Tuệ như... Tướng mạo không sánh bằng, thông minh không sánh bằng, không khiến người ta thích bằng, đáng sợ nhất chính là ngay cả vận may cũng không sánh bằng. Tĩnh Trần đến Am Thủy Nguyệt sau, lão am chủ rõ ràng cực kỳ thích nàng nói nàng có mộ tính có phật tính lão am chủ đích thân truyền thụ phật pháp cho nàng ba tháng sau nàng đã có thể cùng lão am chủ ngồi bàn luận phật pháp từ kinh kim cang nói đến chú đại bi từ chú đại bi nói đến lý vô thường từ lý vô thường nói đến nhân quả rồi đến luân hồi còn bản thân thì ngồi ở bên cạnh dựng thẳng hai lỗ tai nghe mỗi một chữ đều nghe hiểu mỗi một câu đều nghe hiểu nhưng liên kết lại với nhau là có ý gì, thì nàng không hiểu. Nàng phải trở về suy nghĩ lại chừng 10 ngày mới hiểu được ý nghĩa của mấy câu trong đó. Sau đó, nàng thay thế lão am chủ giảng bài cho các ni cô khác, giảng còn tốt hơn cả lão am chủ, những kinh Phật sâu sắc từ trong miệng nàng nói ra, vừa nghe đã hiểu ngay. Các huynh đệ trong am đều thích nàng, đều vây quanh nàng, ai có chỗ ngộ không thấu thì đều đi hỏi nàng. Ngươi có từng hỏi không? Ta rất hay hỏi nàng cũng trả lời không chút kiêu ngạo. Tuệ như hít sâu một hơi. Ta nói với nàng, ta quá ngốc, ngốc đến mức nay cả Phật tổ cũng chê ta, nàng nói, Phật tổ không chê người ngốc, Phật tổ chỉ thương họ mà thôi. Yến Tam hợp nhau mắt, người có thể nói ra lời như vậy, không đơn giản. Nàng có biết người ghen tị nàng hay không? Tuệ như lắc đầu. Yến Tam hợp. Cho nên, các người bề ngoài vẫn rất tốt. Vâng. Tuệ như hồ thẹn. Ba tháng đầu khi nàng mới vào am, lão am chủ sắp cho nàng và ta ngủ chung một phòng cũng chính là bởi vì ba tháng kia mà tình cảm của ta với nàng cũng khăng khít hơn thân thiết hơn bất cứ ai trong am khó trách tĩnh trần lại phó thác chuyện tang sự cho ngươi tuệ như cười khổ lão am chủ thực ra muốn giao am thủy nguyệt cho nàng là nàng không chịu nhân mới rơi xuống trên đầu ta nàng mãi nhớ lúc lão am chủ sắp tắt thở kéo chặt tay tĩnh trần rồi luyến tiếc nhắm mắt mà nàng cũng canh giữ ở bên cạnh canh giữ một ngày một đêm. Nhưng ánh mắt lão am chủ lại chẳng xê dịch qua nàng một cái. Tại sao nàng không nhận? Yến Tam hợp nhíu mày. Dù sao cũng phải có nguyên nhân chứ. Tuệ như nhắm mắt lại. Nàng nói, tuệ như là người kiên định cố gắng tiến bộ, mà ta, trung quy là người bạc phước. Tìm Yến Tam hợp đập mạnh, nàng nói nàng là người bạc phước. Tại sao, Yến cô nương? Tuệ như. Ngươi biết hai chữ ăn mày hay không? Yến Tam hợp nhíu mày lại. Ngươi cảm thấy ngươi nhận lấy am thủy nguyệt trong tay lão am chủ là đang ăn mày của nàng sao? Tuệ như mở to mắt nhìn Yến Tam hợp, không đáp mà hỏi ngược lại. Ngươi biết ta ghen tị nhất với nàng là cái gì không? Yến Tam hợp lắc đầu. Tuệ như... Ta ghen tị nàng ấy dù nhặt được một bé gái thôi, cũng nhặt tốt hơn ta. Yến Tam hợp... Như vậy có nghĩa là minh nguyệt xuất sắc hơn Lan Xuyên sao? Nhà đầu kia không phải xuất sắc thì sao được người ta yêu thích, miệng ngọt, lúc nói chuyện làm việc đều cười híp mắt, không hề biết nóng giận. Tuệ như chợt cười rộ lên. Ngươi giận nó, nó cũng không tức, còn dỗ dành ngươi. Làm sai chuyện, nước mắt lưng chồng nhìn ngươi, không nói một lời, mặc ngươi mắng, mặc ngươi đánh. Yến Tam hợp khẽ nhíu mày. Tính tình này, hình như hơi giống tạ Tam gia. Yến cô nương, ngươi biết không? Tuệ như dừng một chút. Kỳ thật ngày đó đường lão ra, đường phu nhân vốn là nhìn chúng Lan Xuyên, là Lan Xuyên đó. chương 225, Phật Đảo. Trên mặt tuệ như giờ phút này mới lộ ra chút không cam lòng và oán hận mà chỉ tục nhân mới có. Lúc ấy Lan Xuyên mới 4 tuổi, dáng vẻ phấn nộn non nớt, cực kỳ khiến người ta yêu thích, hơn nữa đứa nhỏ 4 tuổi rất dễ nuôi. Nhưng Minh Nguyệt vừa đi ra, hai vợ chồng lập tức thay đổi chủ ý, dẫn Minh Nguyệt đi. Đây chính là nhân duyên người nói. Không phải. Tuệ như cắn răng, ngoại trừ nhân duyên ra, phía sau minh nguyệt có tĩnh trần đứng đó. Nàng nhớ rất rõ. Ngày đó, tĩnh trần mặc một bộ ni bào mới may, thả tay đứng dưới ánh mặt trời, khóe miệng mỉm cười, trên làn da trắng nõn giống như được phủ một tầng ánh sáng. Thấy ánh mắt đường phu nhân nhìn qua, nàng khẽ gật đầu, rồi cúi đầu cục mắt, vừa đoan trang, lại tao nhã. Đường phu nhân lập tức bị nàng hấp dẫn, sau đó mới rời ánh mắt xuống. Thấy Minh Nguyệt đứng thẳng trước mặt Tĩnh Trần, ánh mắt Đường phu nhân chợt sáng lên. Nàng đưa tay kéo kéo tay áo Đường lão ra. Vận mệnh của Minh Nguyệt đã thay đổi như vậy. Sau đó, Đường phu nhân đi về phía nàng, tiếc nuối nói: "Thật có lỗi, tuệ Như sư thái, chúng ta chọn chúng đứa bé Minh Nguyệt kia, đứa bé kia nhìn thật dễ mến." Lời của Đường phu nhân thật hay. Tuệ Như ngẩng đầu thở dài. Kỳ thật nói trắng ra, đứa trẻ dễ mến là vì Tĩnh Trần dễ mến. Lan Xuyên không dễ mến là vì tuệ như ta không dễ mến thôi. Yến Tam Hợp không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng. Lúc ấy, ta đã ngộ ra một chân tướng, cùng cực cả đời, ta đều không sánh bằng nàng, không chỉ ta không sánh bằng, đồ nhi của ta cũng không sánh bằng đồ nhi của nàng. Chính là bởi vì nàng lúc còn sống, ngươi so không lại, cho nên ngươi mới đợi sau khi nàng chết động tay động chân. Tuệ như dùng sức cắn đầu lưỡi của mình một cái, cố gắng chấn định tiếp tục nói nàng phó thác cho ta hai chuyện. Chuyện thứ nhất, chính là nàng không muốn mặc ni bào, ta hỏi nàng vì sao, nàng nói 18 năm thanh đăng của Phật, đủ rồi. Đủ rồi. Hai chữ này để lộ ra không ít tin tức. Chuyện thứ hai là không để lại thi thể, một ngồi lửa đốt cho xong việc. Hỏa táng. Yến Tam Hợp trong lòng chấn động, bật thốt lên. Đây là vì sao? Tuệ như. Nàng nói hồn đã tan, giữ lại túi ra làm gì, không bằng đốt một mồi đi cho nên yến tam hợp có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình hậu sự nàng giao phó ngươi đồng ý trước mặt nàng thế nhưng lại chẳng làm chuyện gì cho nàng tuệ như gật đầu vâng yến tam hợp cũng bởi vì nàng thông minh hơn ngươi có mộ tính hơn ngươi lão am chủ thích nàng hơn ngươi minh nguyệt có tiền đồ tốt hơn lan xuyên tuệ như vâng yến tam hợp lại nhịn không được tuệ như ngươi còn là người xuất gia thanh tịnh ư Nguyên căn bản là tiểu nhân trong hồng trần không chịu người khác tốt hơn mình. Vâng, vâng, vâng. Tuệ như không người xuống, chậm rãi vùi mặt vào lòng bàn tay, nước mắt theo khe hở ngón tay của nàng chảy ra, không ngừng chảy ra. Trong nước mắt có hối hận không? Hẳn là có. Nếu không, nàng sẽ không vì tâm ma của tĩnh trần mà bằng lòng đưa tánh mạng của mình ra. Nhưng hối hận là từ Yến Tam Hợp không thích nhất. Đã muộn rồi. Yến Tam Hợp lạnh lùng mở miệng. Tuệ Như, bây giờ ta muốn đi xem chai phòng của tĩnh Trần, có còn giữ lại không? Tuệ Như khó khăn đứng thẳng dậy, lấy tay áo lau nước mắt nói. Có giữ lại, ta bảo Lan Xuyên dẫn ngươi đi, ngươi chờ một lát, ta đi rửa mặt. Tuệ Như lão ni rửa mặt xong, đã nhìn không ra dấu vết vừa mới khóc, chỉ là nhìn mặt như cho tàn, trong ánh mắt một chút sức sống cũng không có. Một lát sau, Lan Xuyên vào trong nhà, vừa nhìn thấy sắc mặt Tuệ Như không tốt, thì vội hỏi. Am chủ người không khỏe ở đâu sao không có tuệ như miễn cưỡng cười ngươi dẫn yến cô nương đến phòng tĩnh trần nhìn xem đi lan xuyên không xoay người rời đi mà đổ trà lạnh trước mặt tuệ như đi lại pha trà nóng đến am chủ cẩn thận bỏng miệng lát nữa rồi uống con ngoan đi đi lan xuyên ngừng đầu nhìn yến tam hợp cười nói khách quý mời đi theo ta ngươi ra bên ngoài chờ ta ta còn có một câu muốn nói với am chủ được. Lan Xuyên rời đi, tuệ như ngẩng đầu nhìn Yến Tam Hợp, lòng bàn tay tự dưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Ngươi nói chuyện gì ngươi cũng thua, cho nên ghen tị với nàng. Nhưng trong mắt ta, có một việc tính trần tuyệt đối thua ngươi. Yến Tam Hợp gần từng chữ. Tính trần chắc chắn chưa từng nghe Minh nguyện nói với nàng. Sư phụ, cẩn thận phòng miệng, lát nữa rồi uống. Chấm. Như là một con dao găm lạnh lẽo đâm thẳng vào ngực tuệ như, đau đến toàn thân nàng đều run rẩy. Con người ấy mà, phải nhìn xem thứ mình đang có, đừng nhìn vào thứ mình không có, nếu có thể nhìn được điều này thì chẳng cần tu hành cũng nhập Phật đạo. Dứt lời, Yến Tam hợp thu ánh mắt trên mặt tuệ như, xoay người rời đi. Giờ phút này, nàng cuối cùng cũng hiểu được, vì sao tuệ như chỉ mới 46 tuổi, gương mặt kia đã vô cùng tang thương, nhìn già hơn lừa tuổi của mình. Vì ghen tị, bởi vì tâm sinh tướng bởi vì vận mệnh chưa bao giờ tha thứ cho ai cũng sẽ không che chở cho ai chỉ trừng phạt họ khách quý cẩn thận dưới chân gọi ta yến cô nương là được yến cô nương vừa mới nói gì với am chủ chúng ta vậy ta thấy sắc mặt am chủ không tốt lắm không nói gì nàng chỉ nhớ lại mấy chuyện lúc tĩnh trần còn sống thôi không cần lo lắng yến tam hợp xoa xoa đầu lan xuyên ngươi biết tĩnh trần không lan xuyên cười híp mắt nói biết chứ ta gọi nàng là sư cô sư cô rất tốt giảng kinh phật cũng hay chúng ta đều thích nàng so với am chủ thì sao yến tam hợp mặt mày không tự chủ dịu xuống ngươi thích người nào hơn lan xuyên thốt lên ngay vẫn là am chủ tại sao ta được am chủ nuôi lớn ta bị bệnh am chủ sẽ lo lắng sư cô cũng lo nhưng không lo bằng am chủ lan xuyên cắn môi dưới am chủ của chúng ta cũng rất tốt yến cô nương nếu cô sống cùng người sẽ biết ngoan lắm Yến Tam hợp thấy Lan Xuyên tâm tính đơn thuần, không khỏi sinh ra vài phần chiều mến, lại muốn đưa tay xoa đầu của nàng. Chợt, cô không được tự nhiên. Động tác này là tả lưu manh rất thích làm với mình, chẳng lẽ lúc hắn xoa đầu mình, trong lòng cũng tràn ngập chiều mến. Yến cô nương, Yến cô nương, hả? Yến Tam hợp vội vàng lấy lại tinh thần. Đến rồi à, vâng, sư cô ở đây. Lan Xuyên vừa đi vào bên trong, vừa nói rông dài trước khi sư cô viên tịch đã đốt rất nhiều đồ của người yến tam hợp dừng bước ngươi nói gì cơ đốt hết rồi sao lan xuyên bĩu môi thực ra cũng chẳng có gì chỉ là kinh phật chép tay và thư từ gì đó nàng không có người thân vậy thư viết cho ai minh nguyệt đó lan xuyên minh nguyệt có đôi khi sẽ viết thư phụ mẫu nàng cũng vậy số minh nguyệt rất tốt chúng ta đều hâm mộ nàng yến tam hợp không có tâm tư nghe lan xuyên nói đi nhanh vào trong phòng. Ánh mắt đảo qua, trái tim cô chợt nặng nề. Chương 226, kinh biến. Căn phòng tĩnh trần không lớn, một giường, một tủ, một bàn, một ghế. Chăn đệm trên giường được xếp ngay ngắn chỉnh tề. Hai bộ ni bào cũ treo sau cửa. Hai đôi giày vải cũ đặt dưới giường. Một chồng sách Phật thật dày đặt trên bàn. Ngoài ra, không còn bất cứ thứ gì. Yến Tam hợp đi tới trước bàn, kéo ngăn kéo ra, trong ngăn kéo là một cái gương đồng, một cái lược, hai cái châm gỗ không có hoa văn gì. Đồ đạc của tính trần đều ở đây sao? Còn có bát đũa sư cô thường dùng để ăn cơm, chậu gỗ rửa mặt, rửa chân, màn treo, ngày đưa tang đều bị đốt cả rồi. Bộ y phục nàng mặc trên người trước khi chết đâu, đồ trang sức đâu, son phấn nàng bôi đâu. Ném đi rồi, tại sao phải ném? Am chủ nói đây là tục vật, trong am không được giữ, chỉ có tục vật mới có thể thăm dò được một chút thân thế của tĩnh trần mà. Ngữ khí của Yến Tam hợp nghiêm khắc. Đồ ném thế nào? Ai ném? Ném ở đâu? Ta, ta ném. Lan Xuyên không hiểu, rõ ràng đang yên đang lành, vì sao ngữ khí của khách quý lại thay đổi, có chút nơm nớp lo sợ. Ta bỏ hết đồ đạc vào trong một cái bao, sau đó ném xuống sông. Hay lắm. Yến Tam hợp vội đi ra ngoài phòng, kêu to một tiếng. Lý bất ngôn lý bất ngôn gần như chạy như bay đến đã xảy ra chuyện gì quần áo tính trần mặc trước khi lâm chung trang sức đều bị ném xuống sông chúng ta chuẩn bị xuống sông vớt đồ để ta kỹ năng bơi của ta tốt lý bất ngôn tiểu ni cô ngươi dẫn đường ta ta phải nói với am chủ một tiếng nói gì mà nói lý bất ngôn túm lấy người cười híp mắt nói ta đồng ý giúp am chủ các ngươi rồi con sông mà lan xuyên nói thực ra là một cái hồ nhỏ trong rừng, cách am thủy nguyệt không xa, đi bộ nửa khắc là tới. Nước rất trong, trời xanh mây trắng phản chiếu ở trong đó, còn rất đẹp. Yến Tam hợp vỗ vỗ vai Lan Xuyên. Ngươi ném ở đâu, chỉ cho ta xem đi. Lan Xuyên đi tới bờ sông, chỉ vào tảng đá lớn dưới chân. Ta đứng ở chỗ này, ném xuống sông. Sau đó, giơ tay lên, lại chỉ vào một điểm giữa sông. Hình như đã rơi xuống đó. Lý bất ngôn cởi áo ngoài, giày tất, đang muốn xuống nước thì bị Yến Tam Hợp bắt lấy. Ngươi xuống dưới thăm dò nước sâu nước cạn, nếu là nước sâu, thì ngươi lên đây, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Bản lĩnh bơi sông của ta là nương ta đích thân dạy, ta tuyệt đối là một tiểu bạch long. Lý bất ngôn nháy mắt với nàng, chậm rãi từ bờ sông đi vào trong nước. Ngày cuối tháng năm, tuy rằng bên ngoài ánh mặt trời trói mắt, nhưng nước vẫn rất lạnh. Ta xuống đây. Lý bất ngôn vừa lật người, người đã chìm xuống. Cẩn thận nhé. Yến Tam Hợp không biết tại sao, cứ cảm thấy trong lòng có chút không yên. Cũng may chỉ một lát sau, Lý bất ngôn đã thò đầu ra khỏi nước. Ta nhìn thấy bao quần áo kia rồi, màu xám đúng không? Đúng, đúng, đúng. Lan Xuyên vội vàng gật đầu, đúng là màu xám. Yến Tam Hợp thở phào nhẹ nhõm. Nước có sâu không? Không sâu, ước chừng bằng hai người cao, không thành vấn đề, Tiểu thư của ta nhìn được rồi. Lý bất ngôn hít sâu một hơi, lại chìm xuống đáy nước. Nước quả thực không sâu. Nàng lặn xuống đáy, cầm túi quần áo ở đáy sông trên tay. Cái túi thấm nước rất nặng, Lý bất ngôn ở trong nước không dùng được công phu, chỉ có thể từ từ bơi lên, rồi phá nước mà ra. Cô đổi giọng kêu to với trên bờ. Tam hợp, ta lấy được rồi. Không ai trả lời. Ngươi đầu rồi ánh mắt nàng đào qua, không chỉ không thấy Yến Tam Hợp, tiểu ni cô Lan Xuyên này cũng không thấy bóng dáng đâu. Lý bất ngôn giật mình, ra sức bơi tới bờ. Người còn chưa ra khỏi nước, đã thấy Lan Xuyên nằm thẳng tắp phía sau tảng đá. Không hay rồi. Trong lòng vừa trào ra ý niệm này, đột nhiên liếc thấy có người đang chạy như bay về phía nàng. Bà nó, Lý bất ngôn ném bao quần áo xuống, tung người nhảy lên bờ, cầm lấy nguyễn kiếm trên mặt đất sông đến nàng vọt đến vừa vội vừa nhanh, nguyễn kiếm trên tay vừa lật, chiêu thứ nhất chính là tuyệt sát chiêu. Người nọ vội vàng lật người về phía sau, la lớn. Lý cô nương, ta là người của tam gia, mau dừng tay lại. Tả chi phi, Lý bất ngôn vội thu hồi kiếm. Yến tam hợp đâu, các người đón nàng đi rồi, không có đón đi. Người nọ nó nói nhanh, là bị người ta đánh ngất mang đi, có hai người, thân thủ đều cực kỳ nhanh nhẹn. Lý bất ngôn chỉ cảm thấy hồn phi phách tán, giận dữ quát. Vậy sao ngươi không cứu? Thị vệ sốt ruột. Tam gia sợ làm các ngươi kinh hái, để ta đi theo từ xa là được. Ta nghe được động tính, liều mạng xông tới, nhưng vẫn muộn. Vậy còn rong dài cái gì? Lý bất ngôn túm lấy thị vệ kia, liều mạng đè nén lửa giận phun trào trong lòng. Bọn họ đi đâu rồi, mau đuổi theo. Sở chỉ huy binh mã ti trong thành. Dầm. Một tiếng, lão đại bạch yến lâm nện một chồng hồ sơ vụ án nặng nề ở trên bàn mấy nha dịch phía dưới rụt đầu lại dám cũng không dám thả một cái vụ án từ thịnh bị cắt tiểu huynh đệ cầm y vệ ra lệnh bọn họ giúp đỡ điều tra cha tới cha lui tên trộm kia giống như là từ trên trời giáng xuống lại giống như là từ trên trời rời đi căn bản cha không được bóng dáng gì hình bộ mỗi ngày phái người đến thúc giục lão đại chịu không nổi bèn bắt người bên dưới chốt giận bạch lão đại bạch lão đại chu thành vừa giống lên vừa vọt vào tam gia nhà ta mất tích rồi cái gì bạch yến lâm hoài nghi mình nghe lầm không thấy ai tam gia nhà ta chu thành ép bạch yến lâm đến một góc chết buổi chiều tuần phố đột nhiên xuất hiện mấy tiểu tặc chạy đông chạy tây dẫn các huynh đệ đi bạch yến lâm sau đó thì sao chu thành vùng đao trước mặt hắn sau đó nhặt được cái này trên mặt đất bội đao của tam gia nhà ta Người đâu, người không thấy đâu nữa. Chu Thanh cắn răng, có mấy tên ăn mày thấy có người đánh ngất Tam gia, bỏ vào bao tải khiêng đi. Ngươi nói là? Bạch Yến Lâm kinh ngạc nhìn Chu Thanh. Tả lão tam bị người ta bắt đi. Sao có thể thế được? Người nào bị điên không muốn sống, lại dám ra tay với Tả lão tam, những người này trước khi xuống tay sao không chịu hỏi thăm xem Tả lão tam hắn là ai? Bạch Yến Lâm rùng mình, ngươi cảm thấy là ai làm? cái này còn cần cảm thấy sao? Chu Thanh Thờ Phi Phi. Tam gia nhà ta gần đây đắc tội với ai, thì người đó làm. Từ gia, từ thịnh, Bạch Yến Lâm thiếu chút nữa thốt lên. Bạch Lão Đại, người tốt nhất mau phái người đi tìm đi. Chu Thanh xưa nay mặt không biểu cảm, nay lại lộ ra sự hung ác. Tam gia nhà ta nếu như xảy ra bất chắc gì, gì chờ lão gia nhà ta ngày mai thượng triệu cáo ngự trạng đi. Chu Thanh lại cắn răng bổ sung một câu mũ ô sa của ai cũng đừng mong giữ được. Bạch Yến Lâm. Dầm, dầm. Bạch Yến Lâm lại nện một quyền lên bàn, run rẩy nói. Mấy người còn thất thần làm gì, đi tìm mau. Vâng. Mấy nhan dịch chạy đi rất nhanh. Đùa à, mũ ô sa có giữ được hay không khoan hãng nói, con bà nó tam gia là ai chứ? Là huynh đệ tốt trong nha môn đó. Gần một khắc đồng hồ thời gian, đông, nam, tây, bắc, trung năm thành binh mã ti đều biết tam gia bị người đánh ngất bắt đi, đồng loạt lên đường tìm người. Bạch Yến lâm thầm nghĩ không đủ. Người đâu? Lão đại. Lập tức báo chuyện tam gia lên cầm y vệ, tuần thành ngự sử. Vâng. mươi 227, tiết ngoại sao? Sao tiết ngoại trong tiết ngoại sinh chi, ý nói ngoài chuyện này lại phát sinh ra chuyện khác? Trong hàn lâm viện, tả nhi lập chỉ cảm thấy xét đánh giữa trời quang, bật dậy từ trong ghế thái sư ngươi nói cái gì đại gia tam gia bị người ta đánh ngất bắt đi bây giờ toàn bộ binh mã ti ngũ thành đều đang tìm người trước mắt tạ nhi lập tối sầm nhanh chóng dùng hai tay chống góc bàn lão ra đâu lão gia có biết hay không lão gia còn chưa hạ triều đã phái người chờ ở cửa cung rồi yết hầu tạ nhi lập trượt vài cái ép bản thân phải mau tỉnh táo lại giấu bên kia trước đi đại gia chuyện lớn như vậy lão phu nhân chịu không nổi kích thích có thể giấu được bao lâu hay bấy lâu. Tả Nhi Lập đứng thẳng dậy. Chuẩn bị xe, ta tự mình đến cầm y vệ một chuyến. Đại gia, chúng ta có nên phái người đi tìm không? Không cần, ta tin thái độ làm người bình thường của Lão Tam, hắn gặp chuyện không may, đám huynh đệ binh mã ti chắc chắn sẽ tận tâm tận trách. Tả Nhi lập tức dứt lời, đã đi ra ngoài. Dưới chân thiên tử, giữa ban ngày ban mặt, người dám động đến tả phủ Lão Tam, sẽ không có người khác tạ nhi lập không chút che giấu sự tức giận trong mắt. Đám này này coi tạ phù ta là quà hồng mềm, có thể tùy tiện xoa tùy tiện bóp ư. Đoan Mộc Cung, Triệu Diệp Thời vừa đi tới cửa viện nơi Thái tử Phi Trương Thị ở. Điền hạ. Bước chân Triệu Diệp Thời dừng lại, xoay người. Chuyện gì? Thẩm trùng đi lên phía trước, ghé vào bên tai hắn nói nhỏ một hồi. Triệu Diệp Thời nghe xong, quay mặt nhìn thẩm trùng, tiêu cự trong mắt chợt biến thành hư ảo ra thẩm trung tam gia ra tay rồi chúng ta là yên lặng theo dõi hay là thêm chút dầu vào lửa sau một lúc lâu triệu diệp thời mới phục hồi tinh thần hắn lập bẫy chúng ta cứ yên tâm ở bên cạnh nhìn không cần thêm gì cả vâng đúng rồi thái tử đang ở đâu đã hạ triều chưa bẩm ra thái tử điện hạ còn đang nghị sự trong cung thái tử ở trong cung vậy có nghĩa là tả đạo chi cũng ở trong cung bên ngoài do ai chủ trì đại cục? Là bùi gia, có hắn tọa chấn, ta lại càng không lo lắng. Triệu diệt thời thoải mái cười. Ta đi ăn cơm với mẫu thân, người phái người quan sát, có gì phức tạp thì quay lại báo với ta. Vâng. Bùi gia giờ phút này đang ngồi ở lầu hai phường khai quỹ, vừa uống trà, vừa cau mày tính toán hành động tiếp theo. Mai Nương ở một bên tính sổ sách, mười ngón tay nhỏ nhắn đẩy bàn tính nhanh nhẹn từ cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Vừa nghe tiếng bước chân, đã biết người tới là Hoàng Kỳ. Bùi tiếu vừa ngừng đầu, vừa lúc Hoàng Kỳ đẩy cửa đi vào, đầu đầy mồ hôi. Ra, vừa rồi Chu Thanh truyền tin đến, phía ngũ thành binh mã ti, cầm y vệ, đại gia tả ra đều ổn thỏa cả rồi. Rất tốt. Bùi tiếu dùng sức vỗ tay một cái, hắn là đang chờ tin tức này. Từ gia tổng cộng có ba cái trang viện ở ngoài thành, cái bí mật nhất là ở tại góc tây bắc dưới chân núi Thái Hành. Từ lai 89 phần 10 sẽ đưa tạ Ngũ Thập tới đó. Từ từ ra xuất phát đi trang viện, nếu cưỡi ngựa nhanh thì chỉ cần một hai canh giờ. Nhưng vết thương kia của Từ Thịnh, chỉ hơi đụng thôi cũng đau điếng rồi, cho nên ngựa sẽ chạy không nhanh, ít nhất cần 3 canh giờ, chẳng vạng mới có thể chạy tới trang viện đó. Mà binh mã Ti năm thành, cầm y vệ lề mề nhất, qua giờ tí chắc chắn có thể tìm tới điều này cũng có nghĩa tạ chi phi chỉ cần chịu đựng qua mấy canh giờ là có thể xử lý hai cha con chó điên từ ra kia. Đồ đạc trên người tam gia đều đã chuẩn bị đầy đủ. Hồi bẩm ra, lưỡi dao mỏng, thuốc mê, độc dược, ba đậu. Đều giấu trên người tam gia là Chu thanh ca tự mình chuẩn bị. Vậy ta yên tâm rồi. Bùi tiếu cầm lấy một chung trà sạch sẽ, rót cho hắn nửa chung trà. Ngươi ngồi xuống đi, uống một ngụm trà lạnh giải nhiệt, sau đó chúng ta làm từng bước là được. Bên này, Mai Nương cũng đã làm xong sổ sách, thu bàn tính lại. Bùi ra, tháng này vào sổ. Bà cô, mau đừng nói với ta, mấy ngày nay ngày đều chẳng nghỉ ngơi mấy, nghe thứ này chỉ tổ đau não. Bùi tiếu chỉ chỉ huyệt thái dương. Ta còn phải nghĩ xem có bỏ sót gì không. Vừa dứt lời, cửa đã bị đá văng ra. Còn không đợi bùi tiếu kịp phản ứng, Chu thanh đã xông tới. Bùi ra, xảy ra chuyện rồi, Yến cô nương bị bắt đi rồi. Cái gì? Bùi tiếu sốt ruột sầm chân. Lý Đại Hiệp lên trời xuống đất đều được kia đâu. Chu Thanh. Lúc đó Lý cô nương ở trong nước vớt đồ. Bà nó, sao lại trùng hợp như vậy? Bùi tiếu. Vậy người tà ngũ phái đi theo dõi thì sao? Chu Thanh. Tay chân đối phương quá nhanh, hắn ở cách xa, không đuổi kịp. Ái trà. Nương tử ta gần đây chắc chắn là không thắp hương, vận khí quá kém rồi bùi tiếu hoàn toàn trầm xuống. Chuyện đã rõ ràng, chắc chắn là thằng cháu trai từ thịnh, khoan đừng hoảng hốt, không thể làm loạn trận tuyến, phải tính toán một chút. Chu Thanh Bùi ra, am thủy nguyện ở phía tây, 89 phần 10 yến cô nương cũng bị dẫn tới cái trang kia. Ngươi nói rất đúng. Ánh mắt bùi tiếu chậm rãi nhìn về phía Chu Thanh. Nhưng vấn đề mấu chốt là, chúng ta biết rõ nàng ở nơi nào, lại không thể đi cứu. Nếu cứu nàng thì kế hoạch của bọn họ sẽ thất bại hoàn toàn, nếu muốn lập lại cái bẫy như này thì rất khó khăn. Vậy phải làm sao bây giờ, ra à, Yến cô nương không thể xảy ra chuyện được. Hoàng kỳ gấp đến độ giọng đều run rẩy. Phủ Nam Ninh vừa đi vừa về, hắn bội phục Yến Tam hợp sát đất. Ta đương nhiên biết nàng không thể xảy ra chuyện. Đó là thê tử tương lai của ta đó. Bùi tiếu rũ mắt, lông mi đồng loạt cục xuống, che khuất sự sốt ruột trong mắt hắn. Một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu, ngần từng chữ ta vừa muốn kế hoạch thành công, lại phải bảo vệ Yến Tam Hợp. Làm sao bảo vệ? Chu Thanh hỏi. Còn chưa nghĩ ra. Bùi tiếu. Nhưng các ngươi đi làm hai chuyện trước cho ta. Chu Thanh. Chu Thanh. Bùi gia xin cứ phân phó. Bùi tiếu. Lý Bất Ngôn hiện tại đang ở đâu? Chu Thanh ngẩn ra. Hẳn là còn đang tìm người ở gần Am Thủy Nguyệt. Bùi tiếu bình tĩnh phân tích. Yến Tam Hợp bị bắt đi. Nàng chắc chắn là nổi điên rồi, nói không chừng sẽ sách miễn kiếm, đến giết từ ra không còn mảnh giáp. Ra đầu chu thanh tê giải. Nàng làm được. Bùi tiếu. Ngươi đi ngăn nàng lại, mặc kệ dùng cách gì, tốt nhất là đánh ngất người, không thể để nàng làm hỏng chuyện, mau đi đi. Chu Thanh. Vâng. Bùi tiếu nhìn Hoàng Kỳ. Thằng cháu trai từ thịnh lúc này chắc chắn đang ở trên đường, nghĩ cách kéo dài thời gian của nó, chỉ cần thằng cháu trai kia không đến trang, đám khốn kiếp bên dưới sẽ không làm gì yến tam hợp. Hoàng Kỳ. Vâng. Hai người rời đi, Bùi Tiếu đặt mông ngồi xuống ghế, tức muốn đứng tim. Bùi ra. Mai Nương thấp giọng nói. Vị Yến cô nương này. Bùi Tiếu đứng lên, thần sắc nặng nề chưa từng có. Chuyện này quá lớn, ta phải thương lượng với hoài nhân. Mai Nương vội nói. Ta sẽ đi đưa tin cho khách. Bùi Tiếu. Nhanh đi. Mai Nương vội chạy xuống, trong lòng chăm nghĩ ngàn suy. Yến Tam Hợp này rốt cuộc là ai? Sao mấy người bùi ra thoạt nhìn căng thẳng đến thế? Đúng là chuyện chưa từng thấy. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 228, Sinh Chi. Trên quan đạo đi về phía Tây, một chiếc xe ngựa rất nhanh chạy. Trong xe, hai người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, thỉnh thoảng quét mắt nhìn bao tải bên cạnh, khóe miệng lộ ra vẻ châm trọc. Tả tam gia quả nhiên giống như trong truyền thuyết, đúng là chỉ được cái bề ngoài, chẳng phí sức của huynh đệ bọn họ chút nào. Còn tự xưng là một võ quan, quả thực con bà nó mất mặt. Ra chúng ta sẽ làm gì với hắn? Tám chín phần mười cắt thứ đồ chơi kia của hắn. Ba đứa con trai tạ ra, cắt một đứa, còn có hai đứa. Bên chúng ta thì hỏng, tuyệt hậu rồi. Sao lão ra nhà chúng ta không điều dưỡng chút, rồi sinh thêm một đứa nữa? Ta thấy là nằm mơ. Tạ chi phi trong bao tài thầm đáp lại một câu. Hơn một canh giờ sau, xe ngựa quẹo vào đường nhỏ, lại đi một chốc rồi vào một trang viện. Trước cửa trang viện, mấy thị vệ đã chờ ở cửa. Hai người trên xe nhảy xuống, một người trong đó nói. Lưu ca, người này nhốt ở kho củi. Người tên Lưu ca vén rèm xe lên. Kho củi có người rồi, nữ nhân kia tới tay rồi à, còn không tới tay được sao, nhốt tên quan mã tư họ tạ này đi. Lưu ca, da của chúng ta không được, ngươi nói xem nữ nhân kia có phải để dành cho chúng ta hay không? Tên Lưu Ca cười dâm đáng vài tiếng, không phải cho chúng ta, là các huynh đệ đều có phần, muốn chơi thế nào cũng được. Ha ha ha, nhìn cái bộ dạng gấp gáp của các ngươi kia, nhét cái thứ đồ chơi lủng lẳng kia lại cho ta, trước khi ra lên tiếng, à kia không được thiếu một cọng tóc nào, nghe chưa? Nghe rồi, Lưu Ca nghi yên một trăm cái tâm đi. Mấy người vừa nói, vừa kéo xe ngựa vào trong trang hai người thân thể cường tráng leo lên xe ngựa, đem bao tải xuống, sau đó ném mạnh cho gã hầu ngựa một cái. Đầu tả chi phi chạm đất, đập mạnh một cái, đau đến ra đầu tê giải, trước mắt toàn là sao vàng. Chậm lại một chút, tay hắn nhẹ nhàng dẫy ra, dây thừng đã đứt, lại cầm lưỡi dao dùng sức vạch lên bao tải. Ánh sáng chiếu vào, tả chi phi hít một hơi không khí trước. Trong lúc hít thở, hắn chợt nghĩ tới điều gì nữ nhân kia chắc chắn là yến tam hợp phục luôn nhà đầu lý bất ngôn kia là để trang trí à sao lần nào cũng không bảo vệ được người thế còn những người hắn cử đi thì sao chết rồi à tả tam ra tức đỏ mắt yến tam hợp tỉnh lại trong nháy mắt mở mắt ra ký ức phút chợt tiến vào trong đầu nàng đứng ở bờ sông đang yên lặng nhìn mặt sông thì chợt nghe được phía sau có động tính không kịp xoay người cổ đã bị đánh một cái là ai? Chỉ có tên tiện nhân từ thỉnh kia thôi. Yến Tam hợp động đẩy tay chân, mới phát hiện tay và chân mình đều bị trói ở phía sau, muốn ngồi dậy cũng rất khó khăn. Nhưng càng như thế, Yến Tam hợp càng bình tĩnh. Lý bất muôn bơi không tệ, nhưng kẻ này có thể bắt được nàng trong thời gian ngắn như thế, hẳn là thân thủ tốt. Lúc mình đứng bên bờ nước, là chưa tới buổi trưa. Lúc này mặt trời từ phía tây hơi nghiêng một chút, ước chừng là qua một hai canh giờ, một hai canh giờ này cũng đủ để Lý Bất môn chạy về kinh thành báo tin. Nói cách khác, Tạ Chi Phi giờ phút này đã nhận được tin tức nàng bị bắt đi, đang tìm nàng khắp nơi. Bằng cái đầu Tạ Chi Phi kia, không cần nghĩ cũng biết là ai ra tay. Một hai canh giờ tìm được nàng tuyệt đối không đủ, phòng chừng phải ba bốn canh giờ, như vậy nói cách khác. Cửa phòng cùi đột nhiên mở ra, một khuôn mặt quen thuộc thò vào. Trái tim Yến Tam hợp chợt ngừng lại. Người này, hắn bay tới sao? Bốn mắt nhìn nhau, tạ chi phi làm động tác im lặng với Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp chớp chớp mắt, ý bảo hắn hoàn toàn có thể yên tâm, cũng ý bảo hắn mau giúp nàng cởi dây thường trước. Từ thế tay chân bị cột ở phía sau, mặt chạm đất thế này đúng là nhục muốn giết người. Tạ chi phi hoàn toàn không lĩnh hội được ý của Yến Tam Hợp, sau khi kéo hai thị vệ bị hắn đánh ngất vào, mới đi tới trước mặt Yến Tam Hợp, cởi dây thường giúp nàng lúc cởi ra, vừa nhìn thấy vết bầm tím trên cổ tay nàng, thì lửa trong bụng tam ra chợt bốc lên, cũng muốn giết người. Cho nên lúc trói hai thị vệ kia, tạ chi phi dùng sức thật mạnh không nói, còn đá một cước thật mạnh lên đầu một trong hai người. Yến tam hợp xoa cổ tay đang đau, nhìn vẻ tức giận trên mặt tạ chi phi, thấp giọng hỏi. Nơi này là đâu? Sao người tìm được nhanh như vậy? Bọn lý bất ngôn đâu? Tả chi phi không có thời gian giải thích, cũng không trả lời được. Ngoan, chúng ta tìm một chỗ trốn trước đã. Ngoan, lúc này nói chữ này, thích hợp ư. Trốn vào, tại sao phải trốn? Chẳng lẽ bọn Lý bất ngôn không đi theo? Yến Tam Hợp mặc dù chứ cả bụng câu hỏi, nhưng một chữ cũng không hỏi ra khỏi miệng, chỉ lạnh lùng nói. Trốn ở đâu, dù sao cũng không thể ở lại đây, đi ra ngoài trước rồi nói sau. Tạ chi phi sờ sờ trên người, lấy dao găm không biết từ từ chỗ nào đưa cho nàng cầm phòng thân, ta có." Yến Tam hợp móc một cây dao găm từ sau lưng ra. Tạ ơn trời đất, mấy tên này chưa kịp lục soát thân thể nàng. Hai người khom lưng đi ra khỏi phòng củi, dán tường đi về phía góc trang viện. Vòng qua một căn nhà thấp, Yến Tam hợp mới phát hiện đây là trang viện ở vùng ngoại ô, phía sau trang là dãy núi liên miên. Mắt cô sáng lên, trốn trên cây, trốn trên cây giọng nói trầm thấp của tả chi phi cơ hồ vang lên cùng lúc với nàng. Hai người nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được được kinh ngạc. Tả chi phi. Ngươi biết trèo cây, coi thương ai đấy hả tam ra. Yến tam hợp bỏ lại một câu này, lập tức chạy như bay. Trong mắt Tạ chi phi hiện lên ý cười, cũng chạy như bay theo. Hai bóng người chạy như bay dưới ánh mặt trời buổi chiều, không bao lâu đã chạy tới bức tường vây. Tả chi phi ngồi xổm xuống đạp vào vai ta trèo lên trước yến tam hợp hoàn toàn không do dự một chân dẫm lên vai tạ chi phi một tay ôm lấy bức tường vây dùng sức nhảy lên bức tường còn chưa kịp thở một hơi cô đã xoay người vươn tay lên đây tạ chi phi cũng không do dự nắm lấy tay yến tam hợp chân đạp lên tường vài cái người đã nhảy lên đúng lúc này xa xa truyền đến tiếng la hét không hay rồi có người phát hiện bọn họ chạy trốn rồi Tạ Chi Phi biến sắc, nhảy xuống khỏi đầu tường. Nhanh, nhảy xuống đi, ta đỡ người. Tránh ra. Yến Tam hợp đâu cần hắn đỡ, cắn răng một cái thả người nhảy xuống. Chân vừa chạm đất, cánh tay của nam nhân đã vững vàng đỡ lấy cô. Yến Tam hợp hất cằm. Lên cây. Tả Chi Phi gật đầu. Tìm cái lớn nhất. Dưới núi Thái Hành đều là đại thụ chọc trời. Yến Tam hợp tìm thân cây có cành lá tươi tốt nhất, đầu tiên là ngẩng đầu quan sát hướng đi của thân cây lập tức cúi đầu nhổ hai ngụm nước bọt vào lòng bàn tay, trà sát tay. Ta lên trước. Cô giống như một con mèo, mới mấy bước đã bò lên, bò vừa nhanh nhẹn vừa nhẹ nhàng. Ánh mặt trời xuyên qua rừng cây chiếu xuống, ánh mắt tạ chi phi lấp lánh, trong nháy mắt hắn đã hoảng hốt, giống như trở về một buổi chiều nào đó 9 năm trước. Còn đứng đó làm gì, lên đây. Yến Tam Hợp quay đầu thấy tạ chi phi còn đứng ngây ngốc, trừng mắt, trong mắt sắp nứt ra mau lên. Tạ Chi Phi cảm thấy trái tim mình như bị cái gì khẽ khều một cái. Chương 229, Ngự Trạng. Trong cung, bảy vị đại nhân nội các đồng loạt rời bước khỏi thiên điện. Hôm nay chiều sự bàn bạc rất muộn, hoàng đế ban cơm chiều, nói muốn quân thần cùng dùng bữa, đây là chuyện tốt đã lâu không có. Tạ Đạo Chi đi ở cuối cùng, trong lòng cân nhắc thâm ý mấy câu nói vừa rồi của hoàng đế. Tạ đại nhân, Tả Đạo Chi theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy có một tiểu nội thị trốn ở góc tường, thò ra nửa cái đầu, liều mạng nháy mắt với hắn. Tả Đạo Chi nhìn người phía trước, vội xoay người đi qua. Chuyện gì? Tiểu nội thị kiếm mũi chân, che miệng thì thầm bên tai Tả Đạo Chi, lời còn chưa nói xong, mặt Tả Đạo Chi đã xanh mét. Tin tức là thật, cực kỳ chính xác, đa tả, tiểu công công. Hắn móc ra bạc trong tay áo, nhét hết vào trong tay tiểu nội thị còn mình thì vội vàng quay về phía sau mấy vị nội các đại nhân cao giọng nói các đại nhân đi trước một bước hà quan đi vệ sinh một chuyến tạ đại nhân tuổi tác của ngài cũng không lớn sao gần đây đi tiểu nhiều vậy thận hư tạ đạo chi không có tâm tư đùa gỡn với bọn họ dùng hai chữ chặn miệng của tất cả mọi người lại rồi vội vàng rời đi đợi đến khi không có người bước chân của hắn mới chậm lại lão ta mất thích kỳ lạ quả thực không thể tưởng tượng nổi chưa không nói đến những thủ hạ của lão Tam ở ngũ thành binh mã ti, chỉ nói một chu thanh, đã không có thể nào để yên cho người khác bắt lão Tam đi. Người khác không biết thân phận chu thanh, trong lòng hắn lại cực kỳ rõ ràng. Tả đạo chi vuốt sâu, nhìn về phương xa, thật lâu sau mới quyết định chủ ý. Trong thiên điện, quân thần đã ngồi xuống. Ánh mắt vĩnh hòa đế quét qua chỗ trống trước mắt. Tả đại nhân đâu? Nội thị cung kính đáp lời. Hoàng thượng, Tạ đại nhân đi ngoài rồi ạ." À. Vĩnh Hòa đế cười cười, người có ba việc gấp, cho dù là thiên tử cao quý như hắn, cũng tránh không được những chuyện này. Đúng lúc này, Tạ Đạo Chi vội vàng vào điện. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hắn, lại ngoài y muốn phát hiện sắc mặt người này trắng bệch. Tạ Đạo Chi lập tức đi tới trước mặt hoàng đế, cong chân quỳ xuống nói: "Bệ hạ, trong nhà thần đột nhiên xảy ra biến cố, cầu xin hoàng thượng cho phép thần xuất cung." Vĩnh Hòa Đế khẽ nhíu mày. Biến cố gì? Tạ đạo chi cao mày, dáng vẻ không muốn nhiều lời. Nói đi, bệ hạ, Tam Nhi nhà thần bị mất tích lúc làm nhiệm vụ. Vĩnh Hòa Đế chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn từng nghe đến lão Tam nhà tạ gia, là một chỉ huy sứ của binh Mã Ti Bắc Thành nho nhỏ, phẩm cấp thấp đến đáng thương. Mất tích khi làm việc. Sắc mặt Vĩnh Hòa Đế không khỏi trầm xuống. Thiên hạ của chấm đã không thái bình đến mức này sao? Lời này vừa nói ra, các đại thần nội các nào ai còn dám ngồi nữa? Biệt viện, đình nghỉ mát, triệu diệt thời đứng chắp tay sau lưng, trầm ngâm không nói gì. Bùi tiếu chờ không vội. Hoài nhân, phải mau quyết định, thằng cháu trai từ thịnh kia không kéo dài được lâu, nếu để, nó sẽ nổi lòng nghi ngờ. Triệu diệt thời xoay người. Ngươi nói phải làm sao bây giờ? Ta, bùi tiếu nghẹn họng nói thẳng, nói lời trong lòng. Triệu diệt thời nhìn thẳng vào mắt hắn. Giữa chúng ta, không cần phải che giấu. Bùi tiếu lấy khăn ra lau mồ hôi trên chán. Yến Tam Hợp là nương tử ta chọn chúng, nàng có chuyện ta phải cứu. Nhưng ngươi là huynh đệ tốt của ta, chuyện của từ lai, cũng quan trọng, ông đây bây giờ khó xử muốn chết, đây là lời trong lòng ta. Thẩm trùng, ra, triệu diệp thời, mang theo sáu ưng vệ thân thủ tốt nhất, cứu Yến Tam Hợp ra đi chờ đá bùi tiếu đứng trước thầm trùng nói chuyện có ảnh hưởng đến đại cục hay không triệu diệt thời cười cười tao nhã ảnh hưởng thì sao ở chỗ ta không có gì quan trọng hơn ngươi và tam gia chết tiệt còn bà nó ai mà chịu được bùi tiếu run rẩy giọng cũng run rẩy một lúc lâu sau từ trong kẽ răng cắn ra một câu triệu hoài nhân ngươi có phải muốn ta cảm động đến chết sau đó kế thừa bách dược đường của ta Triệu Hoài Nhân lắc đầu, nói với thẩm trùng. Đi làm đi, vâng, Hoài Nhân, Hoài Nhân. Bùi tiếu tựa như dính quá cao ra chó. Mai này ta và nương tử ta đại hôn, sinh hạ đứa con trai đầu tiên, sẽ gọi ngươi là nghĩa phụ. Chờ nàng trở thành nương tử của ngươi đi rồi hãy nói. Tiểu bùi ra ta ra tay, còn có chuyện không thành sao. Đang khoác lác thì nghiêm hỉ sách góc áo vội vàng tiến vào. Điện hạ, trong cung có động tĩnh. Triệu hoài nhân nghiêm mặt nói, nội các tà đại nhân cáo ngự trạng, cáo rất tốt. Bùi tiếu không đợi triệu diệp thời nói chuyện, lại hỏi. Bệ hạ nói như thế nào? Nghiêm hỉ. Bệ hạ chỉ nói một câu, thiên hạ của chấm đã không thái bình đến mức này rồi sao? Bùi tiếu. Sau đó thì sao? Nghiêm hỉ. Sau đó thì rời đi. Bùi tiếu nhìn triệu diệp thời nhíu mày. Sao lại thế? Với thân phận địa vị của tả đạo chi, thì hoàng đế dù sao cũng phải phái người giúp đỡ tìm kiếm chứ. Chấm. Triệu diệt thời biết hắn đang nghĩ gì, thản nhiên trả lời hắn bốn chữ. Lòng vua khó đoán, bùi ra, Chu thanh đã trở lại. Bùi tiếu vội nói. Bảo hắn tới đây, người đã tới, chỉ là trên vai còn khiêng một người khác. Bùi tiếu cũng là kinh hãi. Ngươi đúng là đánh nàng hôn mê sao. Chu Thanh bất đắc sĩ. Bùi ra, nàng cứng đầu, nói gì cũng nghe không lọt, ta đặt nàng xuống rồi nói tiếp. Chu Thành vừa nghe Thái Tôn lên tiếng, vội vàng đặt Lý Bất Môn trên vai lên giường trúc, đang muốn mở miệng thì đã thấy Thái Tôn ra hiệu với hắn. Triệu diệt thời cầm tấm thảm mỏng bên cạnh nhẹ nhàng đắp lên người Lý Bất Môn. Đi, đến nơi khác nói chuyện. Tây Sơn, Trang Viện. Lưu Ca, xem đi, nơi này có dấu chân. Bà nó, bọn họ trèo tường chạy lên núi rồi. Lưu Ca, làm sao bây giờ? còn có thể làm sao đuổi theo một đám vì tùng vội vàng trèo qua tường cầm dao đi lên núi yến tam hợp trong lòng kinh hoàng máu cả người đều tuôn vào trong đôi mắt đen trầm kia nơi trốn này lá cây tươi tốt nhưng nếu lục soát từng cây một thì chắc chắn là sẽ bị tìm được không trốn được lâu rồi nghĩ tới đây cô quay mặt nhìn tạ chi phi không ngờ ánh mắt tạ chi phi lại rơi vào người cô hơn nữa mặt người này cách nàng gần trong gang tấc một cảm giác vi diệu nổi lên yến tam hợp lại quay mặt đi Tả chi phi nhích môi cười lúng đồng tiền lún vào thật sâu yến tam hợp hắn cúi đầu môi ghé vào tai cô lát nữa lỡ như chúng ta bị phát hiện ngươi đừng cử động nhớ kỹ đó lời này có ý gì yến tam hợp mở to mắt nâng cái cổ cứng ngắc lên nhìn hắn đùa ngươi thôi ta là người tốt bụng như vậy sao tam ra cười rộ lên có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu ta xui xẻo, người cũng chạy không thoát. Đồ cặn bã, sự khinh bỉ trong mắt Yến Tam không giấu được. Tam ra bật cười thành tiếng. Yến Tam hợp trừng mắt càng lớn, trong mắt đều là tức giận và mắng mỏ, người điên rồi sao, không sợ dẫn người qua à. Là điên thật rồi. Tam gia nghĩ thầm, đã lúc này rồi, sao ta lại muốn chọc cho nàng cười chứ? chương 230, ra mặt. Các huynh đệ, tìm ký một chút, một tấc cũng không được bỏ qua tiếng của Liêu Ca lớn nhất ở đầu hàng. Nếu để cho bọn họ chạy, cũng không riêng gì chúng ta, mấy người xui xẻo, từ ra cũng sẽ gặp xui xẻo, nghe chưa? Vâng, nhìn lên từng cái cây cho ta. Vâng. Lần này, ngay cả tạ chi phi cũng không dám thở mạnh, trái tim treo thẳng lên cổ họng. Cũng không biết là ông trời giúp đỡ, hay là vẫn cứ chó gì đó, từ xa xa chợt truyền đến vài tiếng chim đập cánh. Liêu Ca, bên kia có động tĩnh, đuổi theo. Đám tùy tùng chạy tới. Tả Chi Phi nặng nề thở ra một hơi, cúi đầu, phát hiện quần áo toàn thân đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Lại nhìn, Yến Tam Hợp cũng không khá hơn hắn chỗ nào, một đầu tóc đen đều ướt đẫm, mồ hôi còn nhiều hơn hắn. Giờ phút này, tư thế của hai người tựa như hai cành cây dán sát vào thân cây. Yến Tam Hợp đứng trên một cành cây, hai tay ôm chặt lấy thân cây. Mà Tả Chi Phi thì đứng ở trên một cành cây khác, hai tay giơ cao giống như quỷ treo cổ ôm cành cây trên đỉnh đầu. Thực ra, tạ chi phi quyết định nói ra vài chuyện. Ở trang viện này chỉ có hai chúng ta thôi. Sớm đã đoán được rồi. Nếu không, tạ tam gia ngươi cũng sẽ không chịu ấm ức làm quỷ treo cổ như vậy. Yến tam hợp. Bọn họ đâu? Tạ chi phi. Ta cũng bị bắt làm tù binh. Cái gì? Hàm giang yến tam hợp suýt nữa thì cắn phải đầu lưỡi của mình tên thái giám từ thịnh này lại có thể dùng tiền mời mấy tuyệt thế cao thủ người thì sao sao lại bị mang tới đây lý đại hiệp châu bò đâu yến tam hợp ăn ngay nói thật lúc ấy ta ở trên mặt đất nàng ở dưới nước lúc này đến phiên tạ chi phi bị kinh hãi cô ấy làm gì dưới nước lấy đồ thứ gì trang phục tĩnh trần mặc trước khi chết trùng hợp đó tạ chi phi nhìn mặt yến tam hợp chậm rãi nói tâm ma phá thế nào có tiến triển gì không? Yến Tam hợp mặt không biến sắc nhìn hắn, bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Phải trốn chứ, Tam gia. Tam gia im lặng, nhẹ nhàng nói ba chữ. Quan tâm ngươi. Yến Tam hợp khiêm tốn gật đầu, đáp một chữ. Ừ. Nhưng nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài và tai đã đỏ bừng lên. Tên lưu mạnh chết tiệt, suốt ngày chỉ biết đến câu lan nghe khúc và chiêu chọc nữ tử đàng hoàng. Chẳng làm được chút chính sự tả hoàn khố không có ý định làm chính sự lại còn mặt dày hỏi một câu cùng nhau trèo cây cùng nhau chạy nạn yến tam hợp đây có tính là duyên phận của chúng ta không yến tam hợp không có cách nào đứng đắn nói chuyện với người này tả lưu manh chuyện đó yến tam hợp nổi giận đè nén tiếng gầm nhẹ còn chưa xong à chưa xong tả lưu manh cười nói học leo cây lúc nào trèo rất tốt còn giỏi hơn ta nữa yến tam hợp nhíu mày không nói ngươi có tin hay không tạ lưu manh trước đây ta từng quen một cô nương làm gì cũng không được nhưng rất giỏi trèo cây yến tam hợp nhịn không được muốn đâm hắn một cái tam gia quen biết không ít nữ tử nhỉ tam gia nghiêm trang gật đầu ừ để trong lòng thì không nhiều lắm yến tam hợp cô hừ hừ gây hòa cũng không ít tam gia gây thành hòa thì không nhiều lắm yến tam hợp Tam gia lộ ra một nụ cười sâu xa. Còn nữa không, tiếp tục đi. Yến Tam hợp, có bệnh thì chữa đi, Tam gia. Khóe miệng Tam gia cong lên, cúi đầu nhìn nàng, chậm rãi trả lời một câu. Bệnh tương tư, ai có thể chữa đây? Yến Tam hợp. Tình huống bây giờ có hơi bất ổn, mấy tháng trước ta có thể khiến hắn cứng miệng tại chỗ, nhưng sao bây giờ lại không tiếp chiêu được thế này? Tả Chi Phi đắc ý đến mức khóe mắt đôi lông mày đều muốn bay lên nam nhân ra mặt dày một chút, quả nhiên là vô địch. Được rồi, không đùa nữa. Tuy rằng ta chỉ có một mình, nhưng tả ta phụ tam ra mất tích, người lo lắng chắc chắn rất nhiều. Tả chi phi chợt nghiêm mặt. Bọn họ chắc chắn đang trên đường tới, lát nữa người vòng qua trang viện đi về phía nam, không chừng có thể đụng phải bọn họ. Yến Tam hợp cảm thấy lời này của hắn không giải thích được. Ngươi thì sao? Ta đương nhiên không thể đi cùng ngươi. Tả chi phi ung dung nói cô nam quả nữ, đến lúc đó nói không rõ, tam gia luôn làm việc có giới hạn. Yến tam hợp nghiến răng nghiến lợi. Điểm mấu chốt gì? Tả chi phi mím môi cười khẽ. Tuyệt đối không làm hại cô nương biết trèo cây. Ta có thể đá thằng cháu này xuống không? Yến tam hợp tức muốn chết. Đúng lúc này, chỉ nghe phía trước trang viện vang lên tiếng thanh la. Không hay rồi, ra đá trở về. Ánh mắt tạ chi phi vừa rồi còn mang theo nụ cười gần lạnh lẽo, tay phải đột nhiên buông ra. Yến Tam hợp giật mình. Ngươi làm gì vậy? Lấy cho ngươi một thứ tốt. Ngươi thật đúng là biết chọn thời gian. Đừng lộn xộn, cẩn thận kẻo ngã xuống. Yên tâm. Tả chi phi thò tay vào trong ngực, lấy ra một túi giấy nhỏ, sau đó nhét vào sau cổ Yến Tam hợp. Đây là bột độc dược, gặp nguy hiểm, che miệng mũi lại, rắc vào người xấu là được. Yến Tam hợp chợt cứng đờ. Sao ngươi không lấy ra sớm, lúc bọn họ trèo tường, rắc một cái thì chúng ta đầu cần chen chúc ở chỗ này. Ta đây không phải là quên mất sao. Nếu ánh mắt có thể giết người, tạ chi phi sẽ không biết đã chết bao nhiêu lần, nhưng hắn còn có mặt mũi bật cười. Nụ cười này khiến cho cành cây dưới chân hắn kêu răng rắc một tiếng. Không tốt, nhánh cây này sắp gãy. Hắn biến sắc. Yến tam hợp, ta phải tìm một cành cây để trốn, ngươi đừng nhúc nhích, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích. Ngươi nhanh lên. Yến Tam hợp lại muốn dùng ánh mắt giết chết hắn. Tả Chi Phi buông tay, thân thể trượt xuống. Hắn trượt tốc độ quá nhanh, lúc rơi xuống đất không biết vì sao mà không đứng vững, thân thể vừa ngửa lên, đã ngã xuống. Cảnh khô sau lưng bị gãy, vang lên âm thanh rất lớn. Cảm giác mát mẻ từ chân Yến Tam hợp chui lên đầu, khiến cô gợn tóc gáy. Tả Chi Phi sao lại không cẩn thận như vậy? Bên kia có động tĩnh, Lưu Ca là người mau đuổi theo tả chi phi vội đứng lên sau khi nhìn lên thân cây thì nhanh chân bỏ chạy hắn chạy rồi đuổi theo nhanh 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 vây lấy hắn biến cô tơi bất ngờ không kịp đề phòng yến tam hợp khẽ há miệng giật mình nhìn mấy bóng người chạy như bay dưới tảng cây vừa muốn bỏ xuống khỏi thân cứu người chợt trong đầu hiện lên lời nói của người nọ nếu như lát nữa chúng ta bị phát hiện thì ngươi đừng nhúc nhích ngàn vạn lần phải nhớ kỹ Chúng ta bị phát hiện. Đứng yên. Máu quanh người đều bị đông cứng, một ý niệm tựa như tia chớp bổ vào trong đầu Yến Tam Hợp. Cho nên, hắn là vì cứu nàng mới cố ý dẫn đám tùy tùng kia đi. Tại sao hắn lại làm vậy? Yến Tam Hợp dùng sức cắn môi, lần đầu tiên thấy mờ mịt mà không biết làm sao. Mà đúng lúc này, từ xa lại truyền đến tiếng đánh nhau, tiếp theo có người hét to. Bắt được rồi, mau đi báo với gia chúng ta cô nương kia đâu chắc chắn vẫn còn trong rừng mẹ kiếp trên tay tên nhóc này có đao nhanh mau đẻ nó lại con bà nó lại chạy rồi lên chặn lại phía trước đi mau mau phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn